Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, vì muốn viên mãn bố thí ba la mật đa nên ngay trong bố thí ba la mật đa nhiếp thọ tất cả bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, mà hành bố thí nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả pháp môn tam ma địa, pháp môn đà la ni mà hành bố thí nhiếp thọ tất cả pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả chân như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả năm loại mắt, sáu phép thần thông, mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả đại từ, đại bi, đại hỷ, đại giả, mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, mà hành bố thí nhếp thọ tất cả trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà hành bố thí, nhiếp thọ tất cả 32 tướng đại sĩ và 80 vẻ đẹp phụ thuộc mà hành bố thí, do nhân duyên đó mà không có hai tưởng này thiện hiện đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa vì muốn viên mãn tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên ngay trong tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ tất cả bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ tất cả bốn tịnh lự bốn vô lượng bốn định vô sắc mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa nhiếp thọ tất cả 4 bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, nhiếp thọ tất cả pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, nhiếp thọ tất cả thánh đế khổ tập diệt đạo mà hành tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, nhiếp thọ tất cả tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ mà hành tịnh giới cho đến